Đến với mỗi làng mộc, ngoài việc được chiêm ngưỡng những tác phẩm chạm khắc đẹp mắt, trầm trồ thán phục bàn tay khéo léo của người thợ mộc, thì có một thực tế đang hiển hiện ở khắp mọi ngõ ngách trong đời sống của người dân, đó là ô nhiễm bụi gỗ, bụi sơn. Bụi gỗ có mặt ở khắp nơi, trên nền nhà, trên bàn uống nước và trên cả lá cây. Để tránh bụi, người thợ đeo khẩu trang, người không làm nghề thì đóng cửa cả ngày. Ô nhiễm bụi gỗ thì hiện ra trước mắt, nhưng ở làng mộc, người dân còn phải chịu khổ với tiếng ồn và mùi sơn gỗ nồng nặc. Là một người con của làng mộc truyền thống xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, anh Đỗ Xuân Phương đã nhiều năm trăn trở tìm một giải pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm này. Và chiếc lò xử lý bụi gỗ, bụi sơn đã ra đời vào đầu năm 2014. Khoảng chục năm trở lại đây, những làng mộc đã áp dụng máy móc hiện đại để hỗ trợ sản xuất. Bào và chà gỗ là hai công đoạn tạo ra nhiều bụi gỗ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe. Thông thường, người dân hay tận dụng đường làng hay cổng ngõ để chà gỗ và dùng quạt để thổi bụi gỗ ra đường. Có nhiều những nhà sáng chế, cũng nhiều nhà nghiên cứu xử lý bụi, nhưng mà nó chưa hợp với cái làng nghề truyền thống của mình. Bởi vì cái làng nghề truyền thống của mình ấy, thì hiện nay đang tận dụng cái ngôi nhà của mình để ở, trở thành nơi sản xuất. Chính vì thế nên không thể đưa cái công nghệ nó quá to, quá cao hoặc là công nghệ hiện đại có thể đưa áp dụng vào được. Mà mình chỉ làm thế nào cho giảm thiểu cái lượng bụi thôi. Thì mình nghiên cứu ra cái lò xử lý bụi này cũng được xem một số những cái hình ảnh của nhiều những nhà sáng chế trong nước và nước ngoài. Thì làm sao mình sẽ sáng tạo cho riêng mình. Một cái trước mắt là xử lý bụi cho nhà mình. Cái hai nữa là anh em trong làng nghề mà người ta cảm thấy phù hợp với người ta thì người ta cũng bắt chiếc đấy để người ta cũng làm cái mô hình điểm. Hàng xóm láng giềng đôi khi cũng chỉ vì bụi mà lời ra tiếng vào. Nghiêm trọng hơn là sức khỏe của người dân trong làng bị ảnh hưởng. Điều đó đã thôi thúc anh Phương trong mấy năm trời. Ban ngày miệt mài với nghề mộc để kiếm kế sinh nhai. Ban đêm, anh ngồi hàng giờ bên bàn giấy để tìm kiếm cách giải quyết. Đã có biết bao nhiêu bản vẽ vùi trong sọt rác mới có được một bản thiết kế mà anh cho rằng có thể làm thử nghiệm. Nghiên cứu cái lò này thì bước 1 ấy, thì nó không như thế này, mà nó chỉ là hút cái lượng bụi nhà mình, là không ô nhiễm nhà mình, nhưng lại ô nhiễm nhà khác hoặc ô nhiễm lên môi trường là cái bước 1 mình làm đấy. Thì nhưng mà nó vẫn không xử lý được cái bụi đó, thì cái bước 2 thì mình sẽ làm hệ thống cái bể của mình, thì mình nghiên cứu là cái hệ thống tạo mưa. Và đây là thiết kế của chiếc lò xử lý bụi gỗ đa năng của anh Phương. Lò xử lý bụi sơn gồm 4 bộ phận hút và dẫn bụi, bộ phận xử lý bụi, bộ phận thoát khí và bộ phận bể lọc nước thải. Không được đào tạo qua trường lớp về công nghệ xử lý chất thải, nhưng bằng niềm đam mê công nghệ và sự bức thiết của công việc đã thôi thúc anh Phương sáng tạo và cải tiến lò xử lý bụi đa năng để phù hợp với điều kiện sản xuất và điều kiện kinh tế của những hộ làm mộc truyền thống, vốn lấy nhà làm nơi sản xuất. Tôi hôm đưa thằng cu nhà tôi đi học thì gặp trời mưa, thì tôi thấy cái lượng bụi là nó giảm được rất nhiều. Chính vì thế tôi mới về mình nghĩ ra một cái lò xử lý bụi bằng hệ thống tạo mưa. Hệ thống tạo mưa của tôi thì tôi làm hệ thống tạo mưa thì mình cũng qua cái mô hình mình cũng đang vẽ. Thì vẽ trên mô hình này ấy, thì tôi cũng nghiên cứu rất nhiều mà cũng mất rất nhiều thời gian, mà nó cũng không phải là có ngay. Mà đầu tiên nhất mình cho vận hành, tôi cho vận hành cái lò xử lý bụi thì thấy nó xử lý được rất là thấp. Thế sau quá trình tôi nghiên cứu thêm làm cái hệ thống ở dưới bể của nó là phải có một cái hệ thống đựng nước, dưới đáy bể phải có hệ thống nước, thế còn trên có hệ thống tạo mưa, thế bên dưới nữa thì có một lớp, nó như một lớp phủ lông. Để hút được bụi trong lò xử lý cần phải lắp quạt công nghiệp. Công suất của quạt lớn hay nhỏ phụ thuộc vào lượng sản xuất của từng hộ gia đình. Bên trong quạt hút bụi này là hệ thống túi bạt có tác dụng dẫn bụi gỗ, bụi sơn vào trong lò xử lý. Chiều dài túi bạt phụ thuộc vào khoảng cách từ lò xử lý đến vị trí đặt gỗ để chà, phun sơn. Một đầu túi bạt được gắn vào quạt, một đầu được gắn vào cửa hút bụi của lò. Sau khi sử dụng xong, có thể gấp lại rất gọn gàng. Nếu vị trí phun sơn hoặc chà gỗ ngay tại nơi đặt lò thì không cần bộ phận này. Khi đó, quạt số 1 được gắn trực tiếp vào cửa hút bụi của lò. Cái lò này thì nó cấu tạo trước mắt thì phải xây bằng gạch. Đáy bể của nó thì đổ bằng tấm bê tông. Rồi xung quanh đổ xây bằng gạch, còn cái mặt trên cũng đổ bằng bê tông. Có thể anh không xây thì anh làm bằng kim loại, anh làm bằng hàn sắt, tôn. Cũng có thể chế biến được một cái lò. Thế còn về cấu tạo của lò thì tôi làm cấu tạo của lò thì có một cái quạt hút. Tôi đặt tên cái quạt hút đầu tiên nhất ở cửa đầu tiên, gọi là quạt hút số 1. Là chuyên để hút tất cả các cái bụi sản ra thì nó hút vào. Nó thay cho một cái mô đun hút, thổi. Khi cái vật đấy, khi cái vật bụi của mình gặp nước thì nó sẽ lắng xuống giấy, bay lắng ở dưới đáy bể. Thế còn cái khí của mình mà để cái quạt nó đẩy cái khí của mình đi thì nó sẽ qua cái hệ thống tạo mưa thì nó có hệ thống lọc bụi. Thì qua hệ thống lọc bụi thì nó sang bên kia là một cái khí cũng tương đối sạch, cũng xử lý được khoảng 7-8%. Theo chế tạo của anh Phương, đặt ngay sau quạt hút bụi là bộ phận xử lý bụi. Bộ phận này gồm có cửa hút bụi, hệ thống tạo mưa, tấm chắn bụi, nước đáy, cửa thoát khí, quạt số 2, van xả tràn, van xả đáy. Hệ thống tạo mưa gồm có ống dẫn nước và khóa nước. Bộ phận này được đặt trước tấm chắn bụi và sẽ phun nước liên tục trong suốt quá trình lò hoạt động. Bụi gỗ, bụi sơn khi bị hút vào lò sẽ gặp nước và rơi xuống bề mặt nước đáy. Tấm chắn bụi được làm bằng nhựa hoặc kính. Bụi sau khi được hút vào lò xử lý sẽ bị tấm chắn này chắn lại. Sau đó gặp hệ thống tạo mưa, bụi sẽ rơi xuống nước. Khoảng cách từ tấm chắn bụi đến bề mặt nước đáy là khoảng 5 cm. Chiều rộng tấm chắn bụi bằng chiều rộng của lò. Nước đáy có tác dụng giữ bụi ở lại trong lò. Mình làm theo cảm quan của mình, có nghĩa là mình phù hợp với từng điều kiện gia đình. Nhà mình là có khoảng bao nhiêu người làm, lượng bụi của mình sản ra một ngày là bao nhiêu thì mình làm cái lò đấy cho nó phù hợp. Có nghĩa là cái kích thước thì nó không nằm im ở một cái nó sẽ bị biến động, nó có thể giãn ra. Đây là mình làm với kích thước nhỏ nhất, nhưng còn nó sẽ phù hợp với những cái nơi sản xuất lớn hơn thì lại phải xây to hơn. Đấy, nhưng còn cái hệ thống cấu trúc của nó thì gần tương tự giống nhau một chút. Cái bộ phận nào gọi được cho là quan trọng nhất trong cái lò xử lý này? Thực tế ra cái lò xử lý bụi của mình ý, thì cái nào cũng quan trọng, không bỏ được một khâu nào. Trước mắt thì cái quạt hút mà tôi đã làm gọi là quạt số 1 ý, ở cửa lò thì cái quạt đấy cũng rất quan trọng. Nếu quạt đấy không đủ công suất, không đủ mạnh, công suất lớn để hút thì nó cũng không hút được. Thế mà cái quạt đằng sau cũng hút, nhưng nếu mà cũng yếu cũng không hút được. Thế cái hệ thống tạo mưa của mình mà không có thì giữa không ô nhiễm nhà mình thì lại thải cái lượng bụi sang nhà bên cạnh. Đây là một công đoạn phun sơn hoàn thiện một sản phẩm gỗ. Với phần lưng của một chiếc ghế lớn như thế này thì lượng sơn phải phun là khoảng 1 lít đã hòa sẵn. Người thợ phun sơn phải làm liên tục và đều tay. Những lúc nhiều việc như dịp Tết, người thợ sơn phải tiếp xúc trực tiếp với mùi sơn chừng 10 tiếng. Trong môi trường làm việc như vậy, chắc chắn mức độ độc hại là rất lớn. Bởi theo các chuyên gia môi trường, mùi sơn PU có thể phát tán ra môi trường trong phạm vi bán kính là 30 m. Từ khi lắp đặt chiếc lò xử lý bụi gỗ, bụi sơn, thì những thợ sơn được làm việc trong môi trường ít độc hại hơn. Những bụi sơn thừa và mùi sơn được hút vào trong lò ngay trong quá trình làm việc. Trước kia thì nhà tôi là chưa có cái lò này thì là tôi là thấy là bụi lắm, mà khi phun lên là nó bụi mà không chống được cái mùi của nó, mùi nó sặc sụa tất cả lên. Thế mà với hai là tôi thấy khó chịu mà ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Đấy. Nên là công nhân là phải thích làm hơn rồi, bởi vì là trước đây nó bụi, bây giờ là làm cái lò này lên thì là nó không bụi nữa, thì công nhân nó vẫn chả gì, nó vẫn thích làm hơn chứ. Cái mặt lợi đầu tiên nhất thì riêng về nhà mình là nó xử lý được cái bụi của nhà mình, không bụi nữa thì không ô nhiễm nhà mình. Cái thứ hai nữa là được cái vấn đề giữa nhà mình với hàng xóm thân thiện hơn, là cây xanh thì xanh trở lại, nó không còn phủ trên mặt cây, lá cây nữa. Hiệu quả của lò xử lý bụi sơn này không chỉ được xác minh qua lời người dân mà còn thể hiện qua hình ảnh tại nơi làm việc. Cũng lắp một dụng cụ hút mùi sơn và bụi sơn, nhưng tại cơ sở mộc này, sơn thừa vẫn không được xử lý mà bám thành cặn trên tường, thậm chí cả trên quạt hút bụi sơn. Nhưng tại cơ sở của anh Phương thì hoàn toàn khác. Mùi sơn và bụi sơn được hút hết vào bên trong, sau đó gặp nước và lắng lại dưới đáy bể. Trong một năm hoạt động thử nghiệm, công trình xử lý bụi đa năng này đã làm giảm thiểu được từ 70 đến 80% lượng bụi sơn thải ra trong quá trình sản xuất. Hơn thế, hiệu quả kinh tế mà chiếc lò xử lý bụi đa năng này mang lại là rất lớn. Trước khi xây thì mình cũng phải tính toán làm sao cái lò đó nó phù hợp với cái điều kiện của các vùng làng nghề. Trước mắt là phải ít tiền. Cái thứ hai nữa là cái chỗ xây dựng nó cũng diện tích gọn, nhỏ cho nó phù hợp. Thì cái kích thước tối thiểu thì mình cũng đã có. Về kích thước, ví dụ như kích thước mình đang xây như cái lò của mình, thì kích thước đó nó có, về cái miệng lò có 1,2 m vuông. Đấy. Thế ngoài đấy ra mình làm cái hệ thống, cái cánh này đóng mở được. Khi không làm đến thì gập nó lại. Khi xong thì mở ra, thì mình làm bằng kim loại để dễ đóng mở. Với một cái lò này thì mình vừa chỉ bảo anh em họ hỗ trợ giúp đỡ mình đến làm, mà cả mình đến tất cả vật liệu lẫn công thợ thì mình làm ở mức độ nó chỉ 10 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế này, Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn Sông Hồng đã cùng anh Phương xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn lắp đặt và vận hành lò xử lý bụi đa năng để những hộ gia đình làng mộc ở đây cũng như khắp nơi áp dụng vào thực tế. Với công trình hữu ích này, năm 2015, anh Phương đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có quyết định xây dựng 180 lò theo thiết kế của anh Đỗ Xuân Phương tại các làng nghề mộc khác. Vinh dự này thôi thúc anh Phương đam mê hơn nữa trong những sáng tạo của mình. Như mức độ mà hàng chuyên, ví dụ chuyên về sơn thì nó không như chuyên gỗ. Ví dụ cái bụi gỗ thì độc hại của bụi gỗ nó không độc như sơn. Nhưng đã nói đến sơn thì nó bay ra phân tán môi trường rất là độc, mà nó rất nhạy cảm với cái đường hô hấp của con người. Vì vậy nếu như để một cái lò mà chuyên dùng công nghệ sơn thì mình phải thiết kế một cái mới hơn để xử lý nguyên về sơn, thì nó phải cho cái lượng gió đấy mình phải thay đổi từng với cái nhu cầu sử dụng của từng gia đình, chứ không phải là nó theo một cái mẫu này đấy. Mà mình đã tính toán được trước những cái vấn đề là sau khi nếu có nhu cầu cao hơn thì mình đã có những cái mô hình mình cũng đang nghiên cứu và vẽ tiếp. Vì mưu sinh mà công việc học hành dở dang. Theo nghiệp cha, Đỗ Xuân Phương từng bước vượt khó để dựng xây xưởng mộc. Và cũng vì mưu sinh, vì sức khỏe của chính mình, người thân trong gia đình và bà con láng giềng mà người thợ mộc này đã có những sáng tạo hữu ích. Anh vì thế được người ta gọi bằng một cái tên rất đỗi thân thương, người hút bụi cho làng nghề.